trên đường đưa con đi học thì mình phát hiện ra là có một cái chỗ rất nhiều cây sung con. Thôi thì lớn bùi bé mềm mình nhổ tạm vậy. Mấy cây bé bé này chưa kịp ăn rễ sâu cho nên nhổ rất dễ, gần như chả đứt cọng rễ nào luôn. Về nhà tìm khắp các gốc cây thì tìm được một cái cục đá như thế này. Bởi vì mình nảy ra một ý tưởng là cho cái cây sung non này nhảy đá, ít nữa cái đường thân của cây nó sẽ ăn chặt vào đây. Bây giờ mình dùng một cái dây đồng để uốn cong một chút, lựa theo cái đường rãnh mà lúc nãy mình chạy. Vì cái cây này rất nhỏ cho nên mình làm cực kỳ nhẹ tay. Cái đoạn khóa này phải cẩn thận lắm mới không gãy cái ngọn đấy. Đây như này được rồi này. Bây giờ mình sẽ uốn một chút. Sung non nó càng mềm cho nên là uốn rất dễ anh em ạ. Mỗi tội là cái cây này bé quá, tôi phải trồng thêm cho nó to đã. Bởi vì sung rất ưa ẩm cho nên tôi chọn một ít sơ dừa. Dĩ nhiên là không thể thiếu Akadama và Pumit. Trộn đều nó lên, nhẹ nhàng bỏ cái cây sung tí hon vào và lấp đầy đất lại. Bởi vì cái cây này nó quá bé và quá mềm nên thậm chí còn chả buộc đổi cái thân cây vào đáy chậu được. Tiếp tục thì mình phủ một lớp sơ dừa mỏng đã xử lý lên trên, đồng thời cho em ý ăn hẳn một giọt HB1. Cái tinh chất HB sẽ làm cây phục hồi nhanh hơn và lớn nhanh hơn. Bây giờ tôi chùm ni lông để ở một góc và sau khoảng 6 tháng trồng thì em nó lớn trông thấy. Bây giờ tiếp tục đến giai đoạn 2, tôi nhổ ra và cắt hết lá già đi. Lấy cục đá hồi trước đã chạy rãnh ướm thử thì thân em nó đã gần vừa rồi này. Nhưng mà có một việc tôi chưa tính đến, đấy là cái thân này sau khi lớn nó đã vống lên. Bây giờ bắt buộc tôi phải tạo rễ ở chỗ này. Tôi dùng một cái dao sắc khứa một đường vòng tròn quanh khu vực mà tôi muốn tạo rễ, cạo cho đến khi nào thấy phần xương của cây sung này thì dừng lại. Chọn một cái chậu sâu sâu một chút, đổ một ít chất trồng thiêu du vào, cho một phần rễ vào và luồn cái dây đồng qua lỗ ở hòn đá, vặn cho chặt một chút để hòn đá và cái cây không bị lung lay. Xong thì đổ đầy chất trồng vào chậu, rồi thì là chọc cho đất nó rơi hết xuống. Hai cái cành kia có vẻ nó vẫn không nghe lời. Đã thế thì anh thiết quân luật luôn, uốn hai cành bé bé lại. Nhớ ngày xưa cái thân cây nó chỉ bé như này thôi, thế mà chỉ sau khoảng 6 tháng ăn phân ngập mồm thì từ que diêm đã bằng chiếc đũa, ít nữa cứ lớn bằng quả dưa chuột cho anh nhá. Ít nữa thân cành nó nhảy đá ra thì đẹp lắm đây này. Nhưng trước hết là cái chịu khó mà sống khỏe đã nhá. Cho hẳn 3 cái dây rút vào thì hết cả tuột luôn cái ngọn cây đâu. Cúi chào mọi người cho anh. Xong tất cả các thủ thuật rồi thì cho em ăn một giọt HP nữa cho nó mau lớn. Phải nói tưới cái này nó bị nghiện anh em ạ. Thay chậu tất cả các loại cây thì công đoạn cuối cùng của tôi là luôn luôn phun HP để phải giữ lại cây, dù nó là cây tôi nhổ vừa rào hay là cây tôi mua vài triệu. Xong xuôi rồi tôi ngồi tôi phác thảo cái hình dáng của nó sau này. Với răng đá và cốt cây hiện tại thì ý tưởng tôi là như thế. Anh em nào mà có ý tưởng hay ho thì comment ở bên dưới để mọi người cùng học hỏi nhá. Và bây giờ thì Fusion Bonsai xin được nói lời chào tạm biệt.